Rồi, ok, xin mến chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh của Trần Tất Sung TV VN đây. Trong cuối kỳ nghỉ hè hôm nay thì bây giờ mình sẽ khui sách giáo khoa theo tổ hợp khoa học xã hội của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ nha. Cái này mình mua ở một tiệm sách của bên xã Bờ Ngo nha. Một tiệm sách duy nhất thôi. Đói. Thôi, và thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ khui ngay vào luôn cho các bạn xem nhá. Đây nha các bạn. Đây là kết quả sau khi mình khui các bộ sách ở đây nha. Chủ yếu là đây. Đây là môn bắt buộc này. Đấy. Toán với văn là đều là bắt buộc. Và có cùng một tổ hợp kết nối tri thức. Đấy. Còn riêng về sách tiếng Anh này á là sử dụng bộ sách Braille nha. Và đây là những bộ sách còn lại là kết cả kết nối tri thức lẫn cánh diều với chân trời sáng tạo, nhưng mà chân trời sáng tạo duy nhất là môn địa lý 12 đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ review từng cuốn sách một. Từ đây. Đây. Và cả bộ sách còn lại. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành review từng cuốn sách một nha. Và bây giờ mình sẽ review hai cuốn sách chính, đó là toán và văn. Đó. Hai môn này đều là hai môn bắt buộc nha. Rồi, trước tiên là mình sẽ review sách toán 12 kết nối tri thức nha. Đấy. Rồi, còn đây là mặt sau này. Đấy. Mỗi cuốn sách theo chương trình mới á, đều sẽ đính ở góc dưới có một cái mã QR và một cái lớp cào. Thì các bạn chỉ việc cào nó thôi, hoặc là mình thích thì mình cào cũng được. Bởi vì cái tem này chủ yếu là để mở cái học liệu điện tử đấy các bạn ạ. Trên cái trang website điện tử này này. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem bên trong này có gì nhá. Đấy. Wow. Đấy. Bên trong sách này thì nhám 100% nha. Bên ngoài là nó không nhám đâu, do nó thêm một cái lớp ni lông mỏng ấy. Còn bên trong là giấy nhám hết. Đấy là phần bìa. Rồi, còn đây là sách toán 12 tập 2 nha, cũng là kết nối tri thức. Đấy. Yeah. Cái này mình ấy mãi mới lấy được nét. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tới lượt cái sách văn 12, tức là ngữ văn 12 tập 1. Cũng là kết nối tri thức. Đấy. Rồi, và xem bên trong nhá. Bên trong cũng làm bằng giấy nhám. Đó là một chút cải tiến thôi, chứ thực ra là sách của mấy lớp trước là nó không hề nhám, mà mỗi trang kể cả bìa này đều là bọc một lớp ni lông 100%, đó là lớp ni lông mỏng được bọc ở mỗi trang giấy, và mỗi trang nó sẽ có lớp khác nhau đó. Còn đây là sách ngữ văn 12 tập 2, cũng là kết nối tri thức. Đây. Giấy nhám đó. Nhám như vậy nó mở sách nó còn dễ hơn so với sách mà không có nhám. Rồi,
Bây giờ mình sẽ tới lượt sách tiếng Anh 12 này nha. Đấy, tiếng Anh 12 Bright. Mình sẽ test cuốn Student Book trước. Đây. Đấy, góc này cũng có nhưng mà nó hơi mờ và nó cũng nhỏ. Đấy là mình nói là mình nó mờ camera thôi, nó không mãi mới lấy được nét các bạn. Cuốn sách chính này nó không có nhám lắm, nó không có được nhám lắm, nó nhám một chút để cho dễ mở thôi. Còn cái bìa này nó mọc cái ni lông nó cũng dày đấy, nó cũng dày hơn cả sách, hoặc là nó làm theo tỷ lệ bằng nhau. Ở đây là tiếng Anh 12 Bright Workbook. Workbook là sách bài tập nhá, còn Student Book là sách giáo khoa đấy. Sách này cũng độ nhám có một chút thôi. Rồi, sau đây là các cuốn sách còn lại. Đấy. Rồi, đây là sách Địa lý 12, Chân trời sáng tạo. Rồi, cũng nhám. Rồi, còn đây là sách sinh học 12, kết nối tri thức nha. Rồi, giấy nhám 100%. Rồi, bây giờ sẽ tới sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 12, kết nối tri thức. Trước kia là giáo dục công dân theo chương trình cũ. Tức là chương trình cũ chỉ có mỗi cái tên là giáo dục công dân thôi, còn về sau này là giáo dục kinh tế và pháp luật hết. Cũng có một chút nhám nhưng mà mình gọi chung là giấy nhám 100% đi. Rồi, đây là sách hoạt động trải nghiệm 12, kết nối tri thức. Rồi, đấy, nhám 100%. Nhưng mà cái nhám này chỉ là để giúp cho việc mở ra mở vào của sách này nó có được tiện hơn ấy. Chứ còn những cái sách mà có bọc lớp ni lông là bọc lớp ni lông ẩn là nó giờ cũng hơi khó một tí. Rồi, chúng ta sẽ tới sách lịch sử 12 theo tổ hợp sách cánh diều. Đây. Và cái sách cánh diều này nó cũng sẽ có hai bước hướng dẫn này. Tức là làm theo hướng dẫn ở đây để kích hoạt học liệu điện tử hoặc là kiểm tra sách giả ấy. Rồi. Nhám 100%.
Thôi bây giờ mình sẽ tới cái sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 theo bộ sách Cánh diều. Đây, đây là hình ảnh các chiến sĩ hải quân đang diễu hành, không biết là ở một trạm huấn luyện nào. Đấy. Ôi thôi, sao có hai lớp bìa này ta? À, kiểu này có thể là do nó trong lúc sản xuất là nó đóng bìa không để ý dẫn đến thành hai bìa nhá. Khi mà các bạn nó mà gặp lỗi sách hai bìa này á thì các bạn chỉ cần gỡ bỏ một cái bìa là không sao cả. Các bạn chỉ cần gỡ bỏ một cái lớp bìa thừa mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sách. Tuy nhiên, cái ảnh hưởng nhất là cái này này. Đấy, vẫn là cái tem này. Thì các bạn chỉ việc gỡ cái bìa mà không có cái tem không có cái tem QR kia ấy là được. Giữ còn lại là giữ nguyên cái tem này là vừa. Đấy. Đấy. Dễ mở hơn. Với lại chỉ có mình thấy là sách giáo dục quốc phòng này là nó làm nhám 100%, cũng nhám 100% từ trước đến giờ rồi. Rồi đây là cuốn sách cuối cùng, đó là sách Công nghệ 12, chuyên mục Công nghệ điện tử. Cái này có nghĩa là chuyên mục về công nghệ điện áp, điện dân dụng cũng như điện tử ấy. Đấy. Nhưng mà cái mục Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa nó sẽ rút gọn nha các bạn. Chứ cái sách lớp 11 cái phần Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa nó liệt kê theo ô, còn cái này là liệt kê theo theo danh sách văn bản này chẳng hạn. Tức là ô cái phần các ủy viên nó vẫn sẽ tách ra làm ô riêng, như bây giờ các ủy viên là sẽ gộp lại từng người một. Đây. Đó. Cuốn sách này cũng là nhám nhá. Chứ mấy cái sách trước là đều là không nhám đâu các bạn ạ. Rồi. Còn đây là các phụ kiện của mình. Đấy. Gồm một cái nhãn sách cả nhãn vở. Đấy. Còn đây là cái hộp bút bi dùng trong trung học phổ thông này. Đấy. Bút bi Trendy Thiên Long hay sao ấy. Không, cái bút này là cái bút dùng từ trước rồi. Còn đây, đây là cái bọc sách áp dụng với cái cuốn sách theo chương trình mới, chứ không phải cuốn theo chương trình cũ đâu. Loại này là loại to hơn, nó to hơn chương trình cũ gấp 2 lần. Đó. Và đó là những gì mà mình đã review bộ sách giáo khoa lớp 12 nha các bạn. Tại vì mình lên lớp 12 nha các bạn. Đó. Và sắp tới cũng sẽ chuẩn bị trong việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Mà mình nghe nói là khả năng là nó sẽ thay đổi một chút đấy. Và cái việc thi tốt nghiệp này là nó sẽ không lấy trong sách giáo khoa để làm bài kiểm tra cũng như trong thi tốt nghiệp nha. Đó. Để tránh cái trường hợp mà đoán tủ hoặc là ôn sẵn ở nhà. Tuy nhiên thì
việc ôn sẵn ở nhà chỉ là để cho mình nhớ là mình áp dụng vào mình làm bài thôi. Nhưng mà từ thời mình trở về sau là không có chuyện đó. Đấy. Thì năm 2025 trở đi là việc thi tốt nghiệp này là tổ hợp là nó chốt từ trước rồi. Nó sẽ chốt là 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn, tổng cộng là 4 môn. Đấy. Tức là 2 môn bắt buộc là toán và văn, và 2 môn tự chọn là các môn còn lại. Đấy. Còn 2 môn tự chọn đó thì các bạn thích thi như thế nào thì các bạn có thể chọn thôi. Không có sao cả. Thôi, không nói nhiều nữa thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy clip hay, đừng quên cho mình một like, một share và một lượt đăng ký ủng hộ cho bản thân mình. Và đồng thời nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất từ Trần Tất Sung TV VN. Và mình sẽ cố gắng hơn nữa trong việc ra các clip mới và hay. Thôi, bye bye tất cả các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.